Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Danh ca Ý Lan từng nghĩ mình sắp chết vì mắc bệnh ung thư. Giọng ca sinh năm 1957, hiện sống tại Mỹ. Căn bạo bệnh ập đến với Ý Lan ở tuổi 55 là thử thách không thể quên trong cuộc đời cô. Từ bé đến lớn, Ý Lan chơi rất nhiều môn thể thao, từ bơi lội, đánh vũ cầu cho đến chạy xa ném tạ. Quý vị nhìn Ý Lan cứ nghĩ mong manh như một cành lan, từ thứ đụng vào biết ngay Ý Lan chia sẻ với mình. Ý Lan là trong những nữ ca sĩ tiêu biểu nhất của dòng nhạc trữ tình hải ngoại từ năm 1975 cho đến nay. Cô tên thật là Thị Ý Lan, sinh mùng 1 tháng 1 năm 1958 tại Sài Gòn, trong một gia đình gốc Hà Thành nổi tiếng với truyền thống hoạt động nghệ thuật nhiều đời. Ý Lan cả gia đình có 5 chị em, với các em là Lê Xuân Việt, Lê Quỳnh Giao, Lê Thị Thanh Lan và Lê Đại. Trong số đó, Quỳnh Giao cũng nổi tiếng với vai trò ca sĩ, MC với danh ca Quỳnh Hương. Nghệ danh nào Ý Lan đặt theo tên bài hát của Trịnh Công Sơn. Ông bà ngoại Ý Lan là nhân nghệ, nhân đàn ca của âm nhạc truyền thống. Nổi danh là tại Hà Nội, Ý Lan là nữ danh ca Thái Thanh, người được xưng hô là giọng hát vượt thời gian, một đệ nhất danh ca có tài năng ái sách băng. Ý Lan học tiểu học và trung học tại Sài Gòn, sau đó Ý Lan lập gia đình vào sinh sống tại Việt Nam. Cho đến năm 1958 thì cùng gia đình sang Mỹ định cư và ở lại Mỹ cho tới nay. Mặc dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng Ý Lan bén duyên với âm nhạc khá trẻ. Mãi đến thập niên 1980, khi đã 32 tuổi, Ý Lan mới bắt đầu sự nghiệp âm nhạc, chuyên nghiệp của mình. Tuy nhiên, vì mặt âm nhạc, người mẹ Thái Thanh đã trao truyền cho Ý Lan một dòng hát khiêm có nuôi dưỡng nền đam mê, tâm hồn âm nhạc bay bổng ngọt ngào, để rồi sau đó Ý Lan thoải mái tung cánh trên bầu trời âm nhạc. Đồng thời, từ chính cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ, những tâm sự cô đơn thầm kín của người mẹ. Tuy nhiên, vì mặt âm nhạc, người mẹ Thái Thanh cũng đã trao rồi cho Ý Lan giọng hát hiếm có, nuôi dưỡng những đam mê âm nhạc cháy bỏng ngọt ngào, để rồi sau đó Ý Lan có thể thoải mái tung cánh trên bầu trời âm nhạc. Đồng thời, từ chính cuộc hôn nhân đổ vỡ của mẹ, những tâm sự cô đơn thầm kín của người mẹ, nghệ sĩ của một người con đều san sẻ cho cô gái đau lòng, đã khiến Ý Lan nhanh chóng trở thành người phụ nữ trưởng thành đầm thắm và sâu sắc. Sự đầm thắm sâu sắc đó trong tâm hồn chính là chất liệu của giá trị tự nhiên giúp Ý Lan thăng hoa đầy rung cảm trong các tác phẩm trữ tình. Sâu lắng của dàn nhạc nghệ sĩ gạo cội, nói vì sự ảnh hưởng của người mẹ, danh ca tài năng âm nhạc của mình, Ý Lan tâm sự. Năm 1977, khi mới 19 tuổi, trải qua kỳ vọng của mẹ cha, Ý Lan đột ngột rời xa lưới tình trong một mối tình sét đánh và nhanh chóng sau đó, cô bỏ họ lên xe hoa trong tiếng thở dài của mẹ. 20 tuổi, Ý Lan sinh con đầu lòng, rồi liên tục sau đó những đứa con khác lần lượt ra đời. Suốt mười mấy năm trời của cuộc hôn nhân đầu tiên, Ý Lan cay cuồng với cuộc sống gia đình, hoàn thành bốn phần của một người vợ người mẹ, nuôi dưỡng và chăm sóc năm người con. Cuộc tình thứ hai Ý Lan ập đến khi cô đang ở trên đỉnh cao danh vọng. Chàng trai trẻ của cuộc tình mê ẩn chính giọng ca trẻ tuổi Cực Cường, con trai nữ diễn viên Kiều Trinh. Mối tình của họ sẽ xuyên từ sân khấu âm nhạc và thăm hoa với chữ đinh gắn kết lâu dài trên sân khấu. Tuy nhiên, giọng ca Ý Lan càng hát càng thăng hoa, quyến rũ, vượt xa tiếng hát của người bạn đồng hành. Ý Lan đi xa bao nhiêu trên con đường âm nhạc thì trái Tuấn Cường bị tụt lấy bấy nhiêu. Sự xa cách trong âm nhạc, xa cách trong tâm hồn đã tạo nên một hố sâu ngăn cách không thể lập liền giữa hai người, đã để kết cục 8 năm buồn sau đó. Cuộc tình này đã để lại cho Ý Lan người con thứ 6. Cuộc tình đình minh thứ 2 của Ý Lan là một danh nhân sàn đen tên là Lê Anh Tuấn, bắt đầu ý nghĩa người đẹp. Lê Anh Tuấn đã ly hôn vợ và ba người con. Tuy nhiên, Ý Lan cuộc tình chia tay với mối tình thứ hai dường như đã quá thất vọng. Em sợ với tình yêu vậy nên bao nhiêu từ
Quà hoa anh Tuấn gửi để đều gặm trả lời. Vì phía anh Tuấn ngay từ lúc gặp gỡ đầu tiên, người đàn ông từng trải qua cực bắc nay đã cảm thấy có sự gắn bó với người phụ nữ dịu dàng, tí nhị và đầy truyền thống Ý Lan. Ông mệt mài theo đuổi người đẹp suốt 2 năm trời, cho đến khi tân Ý Lan chịu mở lòng đón nhận tình cảm của mình. Mối tình của họ đã thăng hoa bằng một lễ cưới ấm áp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.